Một thời gian dài nghỉ dịch rất là dài và rất là mong được gặp lại tất cả mọi người để mà có thể chia sẻ về những cái khó khăn mà đã phải xoay sở trong suốt thời gian nghỉ dịch vừa qua với nhau. Sẽ gặp lại tất cả những người anh em đã luôn chờ đợi và luôn ủng hộ cho Đắc Minh Barbershop, ủng hộ cho tình yêu nghề làm tóc của mình.